Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Anh Đinh Văn Đạt ở xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên thu lãi 400 đến 500 triệu đồng mỗi năm từ nuôi gà. Mô hình trồng rau muống thủy canh cho lợi nhuận 1,5 tỷ đồng một năm tại xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Tuyên truyền phổ biến pháp luật về chế độ chính sách bảo hiểm cho công nhân khu công nghiệp Đồng Văn 2, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình nâng cao chất lượng điều trị các bệnh về tuyến giáp. Tình trạng gây ô nhiễm môi trường do rác thải công nghiệp tại xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Là trang trại nuôi gà với quy mô và tổng đàn lớn nhất hiện nay tại huyện Ân Thi, anh Đinh Văn Đạt, thôn Nam Trì, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên thu lãi từ 400 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Năm 2011, anh Đạt đầu tư xây dựng chuồng trại trên diện tích 300 m² với số lượng đàn nuôi 500 con gà lai đông tảo. Nhận thấy hiệu quả kinh tế đem lại, hiện nay gia đình anh đã mở rộng quy mô gấp 10 lần diện tích ban đầu, với tổng đàn nuôi lên đến 15.000 con. Từ đầu năm đến nay, anh Đạt xuất bán 50 tấn gà thịt với giá bán dao động từ 85.000 đến 95.000 đồng 1 kg. Thị trường tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh và Hà Nội. Từ nay đến Tết Nguyên đán, trang trại của anh Đạt tiếp tục cung cấp ra thị trường trên 20 tấn gà thịt. Nhờ đảm bảo nghiêm ngặt các điều kiện về chuồng trại, thức ăn, nước uống và phòng bệnh, nên đàn gà khỏe, có dáng đẹp, chất lượng thịt đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng. Đến thời điểm này, nông dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương gieo trồng được gần 2.000 ha, đạt hơn 90% kế hoạch. Trong đó, củ đậu hơn 100 ha. Một số diện tích củ đậu sớm đã cho thu hoạch. Nông dân thu lãi mỗi sào từ 4,5 đến 5 triệu đồng. Năm nay, thời tiết cơ bản thuận lợi, nhiều ngày nắng hanh, năng suất củ đậu tăng, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, tiêu thụ thuận lợi. Năng suất củ đậu sớm mỗi sào đạt từ 2,8 đến 3 tấn, với giá bán mỗi kg từ 6 đến 7.000 đồng, nông dân thu lãi mỗi sào từ 4,5 đến 5 triệu đồng. Diện tích củ đậu chủ yếu được trồng tập trung tại các xã khu C gồm Bình Dân, Đồng Gia, Cẩm La và Tam Kỳ. Để nâng cao chất lượng sản phẩm và tránh bị tư thương ép giá, ngoài việc quy vùng 13 ha được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, khuyến cáo nông dân thu hoạch củ đậu giải vụ từ đầu tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Hàng năm, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định duy trì khoảng từ 20 đến 25% diện tích lúa mùa sớm để trồng cây vụ đông, tập trung vào các cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao như cà chua, bí xanh, khoai tây. Do thời tiết không thuận lợi từ đầu mùa, vụ đông năm nay xã Nghĩa Bình chỉ duy trì được cây cà chua. Do chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 3 và số 4 trước vụ mùa 2018, hơn 37 hecta trồng lúa mùa của xã Nghĩa Bình bị chết không thể gieo cấy lại. Những chân ruộng cao có thể sản xuất vụ đông do cuối vụ mùa phải điều tiết nước cho lúa đã khiến cho đất bị nhão, không thể sản xuất vụ đông. Vì vậy, năm nay, xã Nghĩa Bình chỉ tập trung trồng cây cà chua ở vùng chuyển đổi với tổng diện tích hơn 22 hecta. Khoảng 10 ngày nữa, cà chua sẽ chín rộ và cho thu hoạch, ước tính năng suất từ 3 tấn đến 3,5 tấn một sào, với thu nhập khoảng 35 triệu đồng một sào. Để chủ động trong sản xuất vụ đông xuân 2018-2019, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Bình chỉ đạo Ban Nông nghiệp, Hợp tác xã Nông nghiệp Nghĩa Bình tiếp tục thực hiện kiên cố hóa hệ thống thủy lợi nội đồng để chủ động tiêu thoát nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tại xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, hiện có mô hình trồng rau muống thủy canh của Hợp tác xã Rau sạch Hoàng Gia do anh Trần Văn Hiền khởi dựng. Tuy mới đi vào khai thác 5 tháng, nhưng đã khẳng định được hiệu quả và phương thức đầu tư nông nghiệp đúng hướng của Hợp tác xã. Trên diện tích 5 ha đất thuê lại của bà con, anh Hiền đầu tư 8,5 tỷ đồng để cải tạo 2 ha làm mái tre, lót bạt, chứa nước thả rau muống theo phương pháp thủy canh. 3 ha trồng rau làm phôi nguyên liệu, quy trình trồng rau muống thủy canh là cấy rau trên đất ruộng. Sau 40 ngày, rau già cận thì cắt và cho vào ủ sơ. Sau 5 ngày sơ rụng hết lá thì cho ra thả trên diện tích nhà mái lót bạt. Giữ mức nước từ 40 đến 45cm, từ lúc thả đến khi thu hoạch lần đầu chỉ từ 18 đến 21 ngày, đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện nay, sản lượng rau của Hợp tác xã cho thu hoạch từ 1,2 đến 1,5 tấn một ngày. Toàn bộ số rau thu hoạch đều được các đơn vị cung ứng thực phẩm sạch,
hợp đồng thu mua hàng ngày để cung cấp vào các nhà trẻ và trường học ở thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và một số siêu thị. Sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng và hiện nay sản lượng cung ứng của hợp tác xã không đáp ứng đủ nhu cầu đặt hàng. Đối với anh Hiển thì tôi cho là một người nông dân rất là dám nghĩ, dám làm. Một cái vùng đất khó khăn như thế này mà anh dám về đầu tư cái trồng rau muống thủy canh trên đất của Gia Bình, là một người đi đầu trong lĩnh vực này. Thì bước đầu chúng tôi đánh giá là rất có hiệu quả. Tức là những cái mô hình này về mặt sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ theo cái hướng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ấy, thì tôi cho là rất là hiệu quả và đáp ứng được cái yêu cầu đặt ra. Nhận thấy hiệu quả kinh tế cao từ trồng rau an toàn, mới đây hợp tác xã đã thu thêm 5 hectare đất liền kề vùng sản xuất hiện nay để mở rộng quy mô sản xuất lên 10 hectare. Dự kiến hợp tác xã sẽ dành 5 hectare đất mới thuê để xây dựng khu sản xuất rau công nghệ cao chuyên xuất khẩu phục vụ cho thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Dự kiến đầu năm 2019, hợp tác xã sẽ bắt đầu triển khai với kinh phí khoảng 24 tỷ đồng. Hiện hợp tác xã đã ký kết được với đối tác có vốn đầu tư vào 3 tiêu sản phẩm. Trong kế hoạch tới đây là nhà mình sẽ tiến hành, vừa rồi là mình làm 5 hectare, đi giờ tiếp tục đã mở thêm 5 hectare nữa là 10 để xây dựng cái mô hình rau sạch, rau an toàn. Thì trong mô hình 5 hectare tới đây là nhà mình sử dụng nhà kính hay gọi là nhà khum, nhà lưới khum để phục vụ sản xuất các loại rau theo các chủng loại để phục vụ thị trường. Và rất may là nhà mình vừa rồi là đã được bên Nhật Bản, có một đơn vị ở bên Nhật Bản là sang ký hợp tác liên kết, công ty AMCBG của Nhật đã ký hợp tác là tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã mình. Sớm khẳng định được thương hiệu rau an toàn, mới đây chương trình khảo sát sản phẩm thương hiệu chất lượng cao năm 2018 do Viện Chất lượng Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn Vinpaco Media tổ chức đã tặng danh hiệu huy chương vàng sản phẩm thương hiệu chất lượng cao cho sản phẩm rau muống của hợp tác xã rau sạch Hoàng Gia. Không chỉ tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 25 lao động tại địa phương, mà đây còn là mô hình sản xuất theo quy mô hiện đại được nhiều người dân địa phương và các vùng lân cận đến học tập. 9 tháng đầu năm, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã huy động được trên 89 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách xã là trên 57 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 19,3 tỷ đồng, ngân sách huyện 1,6 tỷ đồng. Nhân dân đóng góp trên 2 tỷ đồng, còn lại là vốn lồng ghép khác. Cơ sở vật chất văn hóa, đường giao thông, trạm y tế, trường học ở các xã tiếp tục được đầu tư xây dựng. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có thêm 2 xã khởi công xây dựng nhà văn hóa mới. Đầu năm học 2018-2019, toàn huyện đưa vào sử dụng 30 phòng học, phòng chức năng của 4 nhà trường và 8 trường đang hoàn thiện các hạng mục công trình. Các mô hình tích tụ ruộng đất, cấy lúa bằng máy, nuôi ngan vịt an toàn sinh học, đề án phát triển chăn nuôi bò sữa được thực hiện tốt, đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Huyện đang tập trung chỉ đạo 2 xã Mộc Bắc, Trác Văn đến hết năm 2018 đạt thêm từ 3 đến 4 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, để phấn đấu đến năm 2020, Duy Tiên có từ 1 đến 2 xã đạt danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu. Là xã vùng cao, có đông đồng bào dân tộc Mường sinh sống, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình xác định phát triển giao thông nông thôn là động lực để phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, để kêu gọi sự chung sức đồng lòng của bà con nhân dân làm các tuyến đường giao thông trong quá trình triển khai, xã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể về dự sinh hoạt với các thôn bản để bàn bạc và thống nhất vai trò của trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc được phát huy để vận động người dân. Các khu dân cư thành lập ban phát triển thôn bản, ban xây dựng và ban giám sát công trình. Do công khai dân chủ về quy hoạch, được nhân dân đồng tình ủng hộ, nên công tác giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển giao thông nông thôn được triển khai thuận lợi. Có những hộ tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất, phá dỡ mái hiên, tường rào. Tính đến thời điểm này, xã Kỳ Phú đã bê tông hóa được 40 km đường giao thông thôn và ngõ xóm trong tổng số trên 70 km đường. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Liên đoàn Võ thuật tỉnh Hà Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi võ thuật năm 2018.
Tham gia hội thi có gần 200 võ sinh đến từ 19 võ đường, câu lạc bộ, lớp võ thuật đang hoạt động tại các nhà trường, các xã thị trấn, trung tâm văn hóa thể thao các huyện thành phố, nhà thiếu nhi tỉnh và một số đơn vị vũ trang trên địa bàn tỉnh. Các võ sinh tham gia các nội dung thi biểu diễn lân quyền tập thể, tuyệt kỹ, công phu đối luyện, thi quyền và thi đấu đối kháng. Trong đó thi quyền chia thành 4 nội dung, đó là cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. Thi đối kháng có 9 hạng cân từ 35 đến 55 kg. Hội thi không chỉ là cơ hội để các võ sinh có dịp gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, mà còn góp phần động viên phong trào tập luyện võ thuật trong các tầng lớp nhân dân, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên. Đồng thời đây cũng là dịp để phát triển phong trào tập luyện võ thuật tại các địa phương đơn vị trên địa bàn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các bộ huy chương và cờ cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc. Nhằm khuyến khích học sinh sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và vận dụng những kiến thức đã học trong nhà trường, xã hội vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, từ năm học 2013-2014 đến nay, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Bình đã tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở, được các em học sinh tích cực tham gia. Năm học 2018-2019 là năm thứ 5 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở. Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, các em học sinh đã nghiên cứu sáng tạo nhiều đề tài có giá trị khoa học và ứng dụng cao trong đời sống lao động sản xuất tại địa phương ở nhiều lĩnh vực như môi trường, tự động hóa, sinh hóa, vật lý và thiên văn, nông lâm ngư nghiệp. Từ cuộc thi này đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua, học tập và nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đồng thời là sân chơi trí tuệ để học sinh trung học cơ sở thỏa sức sáng tạo, thể hiện bản lĩnh làm chủ khoa học công nghệ, nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Hiện nay, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên có 22 trên 23 trường mầm non tại các xã thị trấn tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ. Nhờ đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, nên các trường chưa để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm, chất lượng bữa ăn cho trẻ em ngày một nâng cao. Bắt đầu từ năm 2005, một số trường mầm non tại huyện Ân Thi tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ. Đến nay, duy nhất có trường mầm non xã Bắc Sơn chưa thực hiện. Các trường đều xây dựng khẩu phần ăn hàng ngày, hàng tuần, theo mùa phù hợp với yêu cầu phát triển thể chất của trẻ. Trong đó, mỗi bữa ăn phải có đủ 4 nhóm thực phẩm, gồm nhóm chất bột đường, chất đạm, chất béo và nhóm vitamin, khoáng chất. Nguồn cung cấp thực phẩm uy tín, đảm bảo tươi sạch, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bên cạnh đó, cán bộ giáo viên, nhân viên, cấp dưỡng đều được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài bữa chính vào khoảng 11 giờ trưa, trẻ còn có bữa phụ vào lúc 15 giờ chiều. Hiện nay, tỷ lệ trẻ ăn bán trú tại các trường chiếm trên 70%. Toàn tỉnh Nam Định hiện đang có trên 498.000 trẻ em dưới 16 tuổi. Trong đó có trên 4,7.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trên 28.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Thời gian qua, các ngành chức năng các địa phương trong tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực, tạo điều kiện để chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện toàn tỉnh có 100% trẻ em dưới 6 tuổi và 20.000 trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em tiếp cận với các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng. 100% trẻ em khuyết tật được trợ giúp, chăm sóc bằng các hình thức khác nhau, được phục hồi chức năng, được chú trọng trong giáo dục hòa nhập cộng đồng. Không có trẻ em nghiện ma túy, giảm số trẻ lang thang, trẻ em phải làm việc xa gia đình và trẻ em vi phạm pháp luật. Trẻ em nghèo, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được miễn giảm học phí, được tặng học bổng, sách và học tập. Trẻ mồ côi không nơi nương tựa và trẻ em tàn tật được tư vấn, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe. Qua đó đã giúp nhiều trẻ em có điều kiện hòa nhập cộng đồng. Để giúp người lao động được thụ hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người lao động làm thủ tục, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng chế độ. Từ đầu năm đến nay, Phòng Bảo hiểm Thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tiếp nhận gần 7.000 hồ sơ của người lao động yêu cầu được giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Qua thẩm định đã có gần 6.800 hồ sơ của người lao động đủ điều kiện và được chi trả bảo hiểm thất nghiệp với số tiền gần 79 tỷ đồng. Nhằm hỗ trợ lao động thất nghiệp tìm được việc làm phù hợp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm cũng đã tăng cường hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 7.700 lượt lao động, đồng thời hỗ trợ nhiều lao động thất nghiệp học nghề phù hợp để ổn định cuộc sống. Tại khu công nghiệp Đồng Văn 2, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật
các chế độ chính sách về bảo hiểm cho công nhân công ty Yukogu Việt Nam. Tại buổi tuyên truyền, 300 công nhân lao động của công ty đã được đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh phổ biến các văn bản pháp luật về luật bảo hiểm xã hội, những điều cần biết về bảo hiểm y tế đối với người lao động trong các doanh nghiệp, mức hưởng khi khám bệnh chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, lợi ích khi tham gia bảo hiểm khám chữa bệnh, chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Cũng tại buổi tuyên truyền, đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh và công đoàn các khu công nghiệp đã trực tiếp giải đáp các ý kiến thắc mắc của công nhân lao động về một số nội dung quy định của pháp luật như thời gian làm việc, nghỉ ngơi và chế độ hưởng bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản và cách thức liên hệ khi có yêu cầu hỗ trợ pháp lý. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp cho công nhân lao động nâng cao kiến thức về luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giúp họ hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của bản thân, từ đó yên tâm làm việc, cùng với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh về tuyến giáp theo hướng chuyên sâu, rút ngắn khoảng cách, đáp ứng nhu cầu của người dân. Theo các bác sĩ tại khoa ung bướu, các bệnh thường gặp của tuyến giáp chủ yếu là suy tuyến giáp, cường tuyến giáp trạng, ung thư và bướu lành tuyến giáp. Đối với những trường hợp chẩn đoán mắc ung thư, phương pháp mổ là bắt buộc. Trong đó, đối với bệnh nhân có khối u mà phát hiện được sớm, chưa có hiện tượng di căn xa. Hiện nay, khoa ung bướu thường phẫu thuật bảo tồn, còn đối với bệnh nhân bị tổn thương, di căn cả hai vùng tuyến giáp, sẽ chỉ định cắt loại bỏ khối u để trị tận gốc, đạt hiệu quả cao trong điều trị. Phẫu thuật tuyến giáp ở đây thì chúng tôi đã có phẫu thuật được hoàn toàn cả bướu lành lẫn bướu ác tính. Nếu bệnh nhân có đầy đủ các cái lâm sàng và cả lâm sàng ổn định, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật tuyến giáp. Và một cuộc phẫu thuật tuyến giáp thì thông thường thì kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đấy là thời gian trung bình thôi. Ekip tham gia phẫu thuật tuyến giáp thì bao gồm một bác sĩ chính và hai bác sĩ phụ mổ. Và thời gian chăm sóc hậu phẫu nếu mà bệnh nhân theo dõi tốt và không có những cái bất thường xảy ra thì bệnh nhân sẽ thường xuất viện sau 7 đến 10 ngày. Với việc nâng cao chất lượng khám và điều trị chuyên sâu các bệnh thường gặp của tuyến giáp ngay tại khoa ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh không chỉ giúp bệnh nhân có thể hồi phục nhanh ngay sau phẫu thuật, giảm tối đa thời gian nằm viện, chi phí đi lại mà còn góp phần giảm tải cho tuyến trên. Thưa quý vị và các bạn, ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh hoạt của người dân. Từ việc xả rác, đốt rác thải công nghiệp trong hoạt động kinh doanh, sản xuất tiểu thủ công nghiệp của các doanh nghiệp, cơ sở hộ gia đình trên địa bàn xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, đã đang và tiếp tục gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Trên địa bàn xã Mỹ Thắng còn xuất hiện nhiều bãi rác tự phát gây mất mỹ quan, làm ô nhiễm môi trường. Cái bãi rác này thì người ta đổ rất là nhiều cái rác mà người ta đốt. Thế thì trong cái khu vực nhà tôi làm trang trại đây thì thực sự là nó quá ô nhiễm luôn. Vừa khói này, chăn nuôi không đảm bảo. Làm sao mà chấm dứt được cái đốt khói này. Đấy, chứ không có gia đình nhà tôi này, tất cả là trang trại tôi đây xong rồi ô nhiễm môi trường. Không những gia đình nhà tôi mà còn cả trong xóm nữa. Trong xóm cũng ảnh hưởng. Khói khét rồi nó khét lắm, không thể chịu nổi. Nói chung là cái bệnh khó thở là có. Bản thân tôi hiện tại là đang rất là bị ho nhiều. Và nhà tôi thì năm kia nhà tôi nuôi lợn ấy, thì hầu như là bị viêm phổi mà hầu như là bị xóa sổ. Thực trạng ô nhiễm môi trường từ việc xả thải tùy tiện và đốt chất thải công nghiệp của người dân làng nghề tại Mỹ Thắng đã trở thành vấn nạn. Chính quyền địa phương biết và đang triển khai những giải pháp, biện pháp quyết liệt nhưng vẫn không thể giải quyết được triệt để. Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, Nhân dân huyện thì với các biện pháp chỉ đạo quyết liệt thì hiện nay tôi đang tăng cường và tập trung cái tuyên truyền cho các hộ dân, đặc biệt là các hộ sản xuất kinh doanh buôn bán cái vải vụn này. Thế và những hộ mà kinh doanh cái hàng may mặc. Thế và chúng tôi đã ký 100% các hộ liên quan đến cái vải vụn này là không được xả, vứt và đốt rác trên địa bàn. Thế và chúng tôi đã ký hợp đồng với công ty ETC của tỉnh Nam Định để xử lý cái rác. Dù giải pháp mà chính quyền xã Mỹ Thắng triển khai trong thời gian qua là đúng hướng, tuy nhiên để ngăn chặn, xử lý triệt để vấn đề về ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Mỹ Thắng, thiết nghĩ ngoài sự nỗ lực của chính quyền địa phương là chưa đủ mà cần phải có sự đồng thuận của người dân làng nghề. Nếu mỗi doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình, người dân ý thức được vấn đề ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ, thì vấn nạn về rác thải công nghiệp tại xã Mỹ Thắng sẽ sớm được giải quyết và đích đến trong xây dựng nông thôn mới của địa phương không còn bao xa.
Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.